Bộ Tư pháp Việt Nam bị phản đối cho vụ xét xử vụ Đồng Tâm, một bản tuyên bố được các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân lập ra vào ngày 5 tháng 7, 2020 với nội dung là phản đối Tư pháp Việt Nam có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng hình sự trong vụ xét xử vụ án Đồng Tâm. Bản tuyên bố nhắc lại cáo trạng mà Viện Kiểm soát thành phố Hà Nội công khai ngày 25 tháng 6, nêu ra 29 bị can bị truy tố trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm. Và trong đó 25 người bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt từ 12 năm đến tử hình và 4 người về tội chống người thi hành công vụ với khung hình phạt theo luật Việt Nam từ 2 đến 7 năm tù. Những tổ chức xã hội dân sự và cá nhân lập bản tuyên bố yêu cầu các cấp có thẩm quyền phải chuyển giao hồ sơ vụ án cho các luật sư tham gia bào chữa và cho các luật sư đã tiếp xúc với các bị can. Và đồng thời yêu cầu phiên tòa xét xử diễn ra trong sự tranh tụng công khai dân chủ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp để việc xét xử đúng theo quy định của pháp luật.